Rồi bây giờ cái ca này sáng nay là rất là khó. Ca này là bốn hai chị gái hai trai này. Bây giờ là nói chung là biết nghe là biết nấu, bây giờ biết viết là sẽ biết nấu. Cho mọi người thông cảm này, dịch là 100. Rồi nên mọi người hãy chia sẻ giúp giùm. Mọi người hãy nghe sự việc sau ha. Bây giờ trình bày nha. Đó. Bây giờ gửi ra cho nghe ha. Kể đi. Bây giờ này này, vừa rồi em dịch rồi. Dịch buổi sáng rồi, bây giờ nói qua đó để cho mọi người hiểu rõ câu chuyện này. Là sáng nay là em phỏng vấn và bằng văn bản. Rồi. Thì hỏi chuyện với em áo đen này này. Thì em áo đen này nó là quê thì ở miền Tây mà đang sinh sống ở Bình Dương và Thuận An. Rồi. Là có quen một người đàn ông tên Thuận. Đó. Thì hai người có tình cảm yêu đương nhau 4 năm rồi. Đó thì đến giờ phút này là em gái này là có là nhiều khi mệt mỏi nhưng mà ông bồ là đêm nào cũng đòi quan hệ. Em gái này không đồng ý. Đó thì đồng chí kia là bồ là đêm nào cũng đánh. Bóp. Đó, đánh này bóp. Rồi. Đó. Thì ở đây là thì hãm hiếp. Đó nhưng em gái này không chịu. Thì mới đây xảy ra là đêm hôm qua là tên Thuận này cầm dao luôn. Cầm dao này đã chích rồi. Nó đâu? Chảy máu rồi. Đó, bị thương rồi. Cả bụng luôn. Thế xong ra công an trình báo. Đó, bụng luôn. Đó, thì chảy máu rồi. Mà xong ra trình báo. Bây giờ tên Thuận là tên bồ bây giờ đang ăn trộm chiếc xe 39 triệu. Và lấy luôn. Đó, giờ đi rồi. Đó. Đấy, ra hiệu lắm. Ra hiệu không? Ra hiệu cầm dao chích nhá. Còn giúp cái công an phường được giao trình báo mới làm được. Này, trình báo công an này anh em mới bắt được. Đấy, dao dí là chọc luôn. Bây giờ phải ra, phải bắt chết ra. Chưa báo hả? Dạ. Chưa báo hả? Chưa bắt công an phường làm. Báo. Báo mình mới giữ mình giao báo ăn trước rồi giao tay nè tay chờ xây chờ chùa kìa thôi nó bao nhiêu tuổi chỉ bao nhiêu tuổi anh hỏi chưa là quy cái văn bản ngày đầu hôm đêm chồng chị bị xe ủa hôm đêm chồng chị là sao bị sai bị giết chị nữa chị sợ đi mổ cấu rồi thì chị gọi bạn giúp chở chị nữa rồi, chồng thôi. Chị chăm bớt có dao nữa chồng chị lấy xe nữa rồi chồng là chồng chị lấy xe là bồ đứa nói chồng nè. Bây giờ lấy chiếc xe đi vào công ty gỗ rồi đang làm việc rồi mà nó dở này nè cái câu chuyện này nó cũng rất căng đi nhé bởi vì em gái này là chia sẻ là đang có chồng rồi đấy em gái này có chồng không em gái này có chồng rồi ở Đồng Tháp rồi làm giấy đấy là khổ sao nó không sướng đi hiệp sĩ mà nó cũng khở rồi đi hiệp sĩ buồn cái là trong lúc cũng sướng thì mình đây là vợ này mất đúng là 85 tầng 5 giờ 35 phút em gái có chồng rồi em mà mấy người là không nói chuyện được hả em gái nói chuyện được không đâm ấy à bóp không đâu chạy không chạy hết cổ rồi đúng rồi bóp tán không mấy cái ui ngất xỉu luôn này phải có người phiên dịch cơ thì mọi người xem hiểu được một người mấy người này nói phải có một người dịch về chứ không nhưng mà hàng đó cũng cầm luôn hả cầm luôn không thử công an xử đâu xử được công an xử được công an có người cầm phiên dịch luôn công an có trường cầm cho phiên dịch chứ này càng đấy. Bây giờ nói chung là bà con của bác là một chia sẻ chở chúng nha. Bà con cũng hiểu. Chị báo cho mẹ là cái là ủa mình hỏi này nó trả lời kia 14 lần hả? 14 lần. Đánh 14 lần hả? Rồi 14 lần. Rồi hỏi cho vụ kêu. Không. Đêm nào cũng đòi luôn. Đêm nào cũng đòi. Thôi mà em gái này không chịu được. Rồi, chống cự. Để hỏi cuộc đêm đòi mấy lần. Cuộc đêm mấy lần. Một lần, một phát à? Có một phát à? Hai phát, có đêm hai phát kìa. Đánh hai phát. Đòi một lần đánh hai cái. Bà con biết cái vụ này là khó thì bây giờ bốn người đều làm biết nghe là biết nói
bốn người luôn. Mấy phát? Nhiều lần đó. À, nhiều lần. Nhiều lần đó. Nhưng mà một đêm nhiều nhất mấy lần? Một đêm một lần. À, đều đều phải ăn đều đều. Đều. Đó khỏe rồi. Đó khỏe rồi. Đó muốn làm tuổi khỏe rồi. Nói chung ra là bây giờ sự việc này rất là đau khổ rồi, đã câm mà bị nhíp cái hắt luôn đó. Học riêng. Nên bây giờ rất là đau bà con. Tay đau không? Tay em đau không? Rất tay đau không? Đau. 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 Còn đau đâu nữa không? Có chỗ nào đau nữa không? Hả? Đau à? Nên nói chung là bà con của bác cũng thông cảm ở đây. Đau không ăn cơm được. Đau, đau không ăn cơm được. Cũng thông cảm nha, chờ đợi dây lét. Tại vì... Đấy. Nhưng mà đẹp trai mà. Nè, nhưng mình biết nó sao á. Hả? Mình biết nó đó. Hả? Biết nó, nó lại đây rồi. Nó lại đây rồi. À, lại rồi lại. Nó lại đi báo án rồi. Lại rồi. Rồi. Chưa xuống. Này con làm báo án rồi đúng không? Đi điện nó lại. Điện nó lại anh Hải. Đi vô phan. Ủa nó không nói chuyện được, mày điện cách gì? Không có kêu nó, nó chỉ nhắn cho điện lại điện đi. Điện cho anh Hải biết là này có lại rồi, là báo án. Ờ là nó bị, nó là người sao. Đây là điện đó, điện đi. Rồi. Nè, cái nó điện khủi. Nè, quá. Thằng này biết hàng, biết là biết hàng, thằng này biết. Rồi. Rồi. Càng khó đấy. Càng này người ta tấn. Trời trời chứ mình. Tại anh ấy chưa được chưa đánh sao làm sao nên mọi người cũng thông cảm. Ở đây là anh em ai giúp hết để giúp và tác động con người. Anh giúp người ta được cái gì là phước rồi anh. Ở đây là giúp xuyên quốc gia, ở đây là đội phim 2 giúp xuyên quốc gia, nên mọi người cũng không cảm, đây là anh em ngày nào cũng đúng rồi, đi các nước trên thế giới. Hỏi là bây giờ em còn yêu không? Chặn số rồi. Sao ừ, em trai thông minh này, em trai thông minh này. Thông minh. Vì họ nói yêu nghe. Hỏi còn yêu. Nó yêu con Trần nghe. Yêu con Trần. Nói chung ở đây nói chuyện cũng hài hài chứ bà con thông cảm. Tại vì ai đến đây cũng bị cú sốc hết. Nên mình làm hài hài cho ta vui. Thế nên mọi người cũng thông cảm. Thế nè. Chỉ vô toilet đó, cái cửa ngay mà cái phòng đó không có không đóng cửa, vượt vô nhảy chạy lại giùm. Bởi vô cái cửa bay luôn đó. Chị bà đây, chị bà. Cái vô này giận vui, bà con không cảm. Người nào cũng bị chết hết, vô đây cho ta vui. Rồi, quay lấy. Rồi, cái này thay nước rồi đó. Mình Việt Nam mình còn nói được. Đâu nói chuyện được. Qua kiếm thầy mai. Mấy ông gọi bà ngoại là lên kiếm thầy. Điện thoại. Dạ. À, bây giờ còn yêu không? Chồng ơi. Chúng ta nãy ngồi chờ anh đến trước mặt cửa sao? Bà tôi thông cảm. Cô đóng vô mức cửa, thông cảm cái con hết ai hết. Bên đây xong bên kia rồi. Rồi còn yêu không? Đưa đi cơ. Hỏi còn yêu ha? Còn không yêu không yêu rồi qua chỉ là mấy. Ở đây có ba chồng sĩ chưa vợ. Làm cái cháu này. Nó chặt rồi hả? Chặt số rồi, chặt số rồi. Cháu nội nữa con. Cháu nội nữa con. Cháu nội nữa con. Cháu nội nữa con.
khô và cái cọc chỉ. Cái đây cọc chỉ không à? Cái ở chung lâu rồi. Ở chung lâu rồi. Bốn năm rồi, bốn năm mình nhiều, bốn năm rồi, bốn năm mình buồn ghê, bốn năm mình nhiều phát rồi. Để có chồng mà cũng quen cả chi à? Đâu biết đâu. Có chồng còn biết cũng vô nữa hả? Bây giờ xảy ra chuyện. Rồi đó. Một năm là 365 ngày thì cứ cho là khoảng 300 đi. Cho ba nháy đi. 300. Đêm ba nháy là hơi nặng nặng đô đấy. Ông đã ăn mặn đấy. Ông này ăn mặn. Cái này hơi nhiều. Cái này nhiều đấy. Ngàn mấy đó. Ngàn mấy 2000 á. Dữ dằn nhỉ. Ngàn mấy. Có đứng dự hẹn đó, sáng mai lại đây đến chỗ này mà. Sắp gặp đó rồi. Đó dài lắm. Sáng mai đi. Hẹn sáng mai về đây. Hẹn gái em gái này mới mấy người để sáng mai lên luôn. Kiếm tiệm một phiên dịch luôn mới được. Được. Em không phiên dịch. Úp. Em đi đây này. Sáng mai chứ bây giờ lại khó rồi. Cao lại khó lắm. Đấy, mình tập hợp lại cho các cô chú chị biết này. Hiện nay là em gái thì đi chung với ba người, là bốn người tổng cộng về đây các nhà sĩ Bình Dương đi, mục đích chính là lấy tài sản và chia tay với người bạn trai đó. Mười bạn trai quen 4 năm rồi nhưng mà đêm nào cũng đòi làm chuyện đấy đó, nhưng mà em gái này cũng đồng ý, nhiều khi mệt mỏi là người đàn ông này là người ta không chịu đó, và người ta dở những nói côn đồ, và đến giờ cũng là lấy cho em gái chiếc xe đi đó. Em gái là thực sự là bây giờ không muốn ở với người ta nữa mà muốn chia tay. Thực sự là câu chuyện này đáng tiếc, quá đáng tiếc luôn. Anh Hải nè, bảo em là thắp nhiên và cộm xe, em phải gặp anh gấp. Sáng mai gặp anh, sáng mai gặp anh đi. Bây giờ nhiều việc quá, sáng mai gặp anh. Rồi, sáng mai gặp anh để cho công trạng của Lý Du Én này. Cho hai bên tự múa với nhau, mình cũng biết gì đâu. Để biết rắp thì con trụ rồi nó trả lời đây đấy. Trả lời này, trả lời. Hỏi là em còn yêu không? Hỏi còn yêu không? Nó không nghe được mà hai ông thầy nói thì sao nó nghe được mà nó dịch. Nó chịu xuống taxi, không phải cộm xe chịu xuống taxi nha. Hỏi nó sẽ ngày gặp đây. Đó, sẽ mai sớm hay không? Nó trả lời đúng không? Ờ, sáng mai. Nó trả lời, nó trả lời. Gặp anh, trả xe. Ủa, nó còn ở chung không? Chưa ở 4 năm rồi, lấy xe đi, còn ở chung không? Nhiều nữa. Vì nó còn ở chung mà. Sáng mai, gặp anh trả xe. Anh ấy có duyên, anh rất lượt, lăn đùi, lại đấy, nó trả lời cho anh ta. Nó cầm trả lời cho anh ta nè. Sáng mai gặp trả xe. Giờ đấy nè. Nó hẹn xuống. Anh đây đi học khóa. Không phải giờ có mấy ca trả xe nha. Nói không nghe được. Nè. Sáng mai gặp. Anh trả xe sáng mai ra đây. Đó. Anh đi hả? Anh đi hả? Anh đi hả? Anh đông đi hả? Sáng mai cái ca này sáng mai lại đi, cái đó sáng mai lại đi. Vậy đi, sáng mai cho lên đó chắc. Rồi. Thôi. Chung mà ở tập thể mà. Văn nó văn rồi. Văn. Văn ở sáng mai gặp.
sáng mai đi, sáng mai có bây giờ nói chung là cái ca này Hải đã làm việc xong rồi, làm việc cái hàng mà đánh dao, lấy dao rồi lấy xe, bây giờ hẹn là sáng mai gặp, sáng mai gặp à, sáng mai ha, sáng mai đến thì là đi trả. Quà cam kết. À, mấy đứa cầm thì bầu quá chừng em. Mày nhớ mấy đứa nó cỡ quá chừng đắt bữa lại đây nè. Đó, đứa này là bồ không? Rồi bây giờ nhà nhắn ơi, thì tôi làm việc chỗ này coi, tại tôi việc này ứng phó nước ngoài. Ừ, anh cầm đèn quay tao. Ở bây giờ sự việc đã làm xong, thì việc đã làm xong, bây giờ người cầm đó đã hứa là sáng mai đem xe đèn trả. Rồi bye bà con, cảm ơn.